Thưa quý vị, nhằm tạo không gian thúc đẩy thói quen đi bộ, đi xe đạp góp phần giảm ùn tắc giao thông. Thời gian vừa qua, các tuyến đường dành riêng cho người đi bộ hay xe đạp đã được thành phố Hà Nội quan tâm và đầu tư. Tuy nhiên, có một thực tế là tuyến đường này lại chưa thực sự mang lại hiệu quả. Một số nơi hiện đang rơi vào tình trạng nhếch nhác, lộn xộn và bị biến tướng, trở thành điểm tập kết rác thải hay bãi đỗ xe ô tô. Còn người đi bộ hoặc người đi xe đạp thì vẫn phải loay hoay tự tìm lối đi cho riêng mình. Tuyến đường dành riêng cho người đi bộ trên phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội, giao sắt được thi công để ngăn các phương tiện khác đi vào. Thế nhưng hiện nay, rất ít người dân đi bộ trên tuyến này. Nếu đi thì số người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rác thải vứt khắp nơi, tạo một khung cảnh nhếch nhác. Ô tô vô tư đỗ chắn hẳn luôn lối vào đường đi bộ hoặc cả những mảnh kính vỡ, bằng mắt thường cũng nhận thấy sự nguy hiểm. Có thể đây là những lý do khiến người dân không hào hứng với tuyến đường này. Tôi thấy là nhà nước đầu tư tương đối là tốn kém. Nhưng mà thực tế ở đây tôi thấy rất nhiều cái chỗ mà người dân đã từng đánh chiếm để có không những là rác mà còn những cái thứ mà có thể gọi là phế thải. Và đồng thời cái mặt vệ sinh công cộng rất là kém. Tôi có mong muốn là nhà nước ta, như riêng thủ đô ta làm thế nào mà ổn định được cái đường phố để dành cho cái lối đi cho người đi bộ một cách tốt hơn và an toàn hơn. Ở một tuyến đường khác dành cho người đi bộ trên phố Huỳnh Thúc Kháng cũng xuất hiện cảnh xe ô tô đỗ tràn lan. Toàn bộ làn đường có rào sắt, có cắm biển báo đường dành riêng cho người đi bộ, cấm ô tô, xe máy. Thế nhưng, ô tô đỗ chặn từ lối vào và bên trong lòng đường không còn lối nào cho người đi bộ có thể đi qua đoạn đường này. Tuyến đi bộ hiện nay là cái này đầu tư rất bài bản, nhưng mà hiệu quả của nó thì ít, bởi vì là không ai chăm sóc. Nó đi rác rưởi rồi có thậm chí có những nơi lấn chiếm thì nó làm cho những người ta đi bộ không thoải mái. Tình trạng rác thải, ô nhiễm, nhếch nhác cũng xảy ra tương tự tại tuyến đường dành riêng cho người đi xe đạp chạy dọc ven đường láng. Tuyến đường đi vào sử dụng từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, nhưng hiện nay luôn trong tình trạng ảm đạm, vắng bóng người qua lại, trái với kỳ vọng ban đầu của dự án. Một số nơi còn bị lấn chiếm đường để kinh doanh, trà đá, buôn bán, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, bừa bộn. Dường như những tuyến đường từng được kỳ vọng rất nhiều, thì nay lại đang đi ngược lại với công năng của nó. Và những tấm biển báo như thế đã trở thành vô hình. Một thông tin không thể bỏ qua với người dân miền Bắc, đặc biệt là người dân Hà Nội. Khám và điều trị ung thư đang được người dân rất quan tâm, nhất là khi số ca mắc mới ung thư đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở nước ta. Vâng, và mới đây thì Bệnh viện Ca Cơ sở Y tế tuyến cuối chuyên điều trị các bệnh nhân ung thư cho biết, sau gần 5 năm chuyển về địa chỉ tạm thời tại phố Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội để cải tạo, ngày 27 tháng 5 năm 2024, Bệnh viện Ca Cơ sở Quán Sứ đã hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường với hệ thống thiết bị hàng trăm tỷ đồng, năng lực tiếp nhận cả ngàn bệnh nhân mỗi ngày. Vậy cơ sở Ca Quán Sứ có những gì sau khi mở cửa hoạt động trở lại? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Bệnh viện Ca Cơ sở Quán Sứ đã được xây mới một tòa nhà đa năng với diện tích khoảng 26.000 m². Ngay tại giờ cao điểm là 8 giờ 30 sáng, tại khu đăng ký khám chữa bệnh không hề có tình trạng đông đúc. Bệnh nhân đến sẽ được hướng dẫn lấy số tự động và đăng ký khám. Quy trình khám chữa bệnh được in rõ ràng, vé khám được hiển thị ngay trên màn hình. Không gian mới thông thoáng lại không phải chờ đợi như cơ sở Ca Tân Triều, nên trong quá trình khám chữa bệnh tại Ca Quán Sứ, người bệnh đều cảm thấy hài lòng. Không phải xếp hàng, không phải chờ đợi gì cả, đến cái là mọi người tư vấn được vào khám luôn, rất là thấy thoáng đãng, sạch sẽ. Để hôm nay thì mình sang bên này thì đây là mình sang đây là lần đầu tiên. Thì mình khi mình hỏi bác sĩ ấy, thì bác sĩ cũng chỉ cũng rất là tận tình, mình vào phòng xét nghiệm trước rồi mình đưa khối u sang bên này để xét nghiệm. Cái việc tầm soát lại tất cả những cái mẫu vật phẩm ấy nó sẽ nhanh hơn. Đấy, thì nó sẽ nhanh hơn và người thường cái tâm lý người bệnh thì bao giờ người ta cũng muốn phát hiện bệnh nó nhanh hơn và hướng điều trị của bác sĩ sẽ như thế nào trong thời gian ngắn nhất thì nó đỡ phải
có cái thời gian chờ đợi làm cho cái tâm lý của bệnh nhân nó sẽ căng thẳng hơn. Trong thời gian đầu triển khai khám chữa bệnh trở lại, bệnh viện ca cơ sở Quán Sứ tạm thời chưa tiếp nhận khám bảo hiểm y tế. Khi được cấp phép khám bảo hiểm y tế, bệnh viện sẽ thông báo sớm. Bệnh viện ca cơ sở Quán Sứ sẽ cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh các chuyên khoa như ngoại khoa, nội khoa. Các dịch vụ xét nghiệm cận lâm sàng như nội soi, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, xét nghiệm máu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ung bướu của người dân. Thời điểm hiện tại đối với K1 thì chúng tôi chỉ phục vụ chính là công tác khám chữa bệnh, còn một có những cái mổ nhẹ hoặc là những cái điều trị hóa chất nó cũng không được nhiều cái mặt bệnh để điều trị trên K1, bởi vì là máy xạ trị thì chưa có, bởi vì đôi khi là phải hóa xạ đồng thời thì bệnh nhân phải chạy đi chạy lại, thế nên tôi chuyển hết xuống K3. Thế chỉ những cái bệnh nào mà chỉ có phẫu thuật và hóa chất không thì chúng tôi giữ lại trên này, và cũng chỉ sau một số cái mảng nhỏ nhỏ thôi, ví dụ phổi là chúng tôi chưa làm ở đây, những cái phẫu thuật lớn quá thì chúng tôi chưa làm ở đây vì nó chưa đủ trang thiết bị. Hiện tại đây đang có chụp cắt lớp 64 dãy. Đây là kỹ thuật CT thế hệ mới, có khả năng chụp nhiều lát cắt trong thời gian ngắn. Để đưa vào hoạt động đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ung thư của người dân, Ban Giám đốc Bệnh viện Ca đã phải đi xin các nguồn hỗ trợ trang thiết bị với số tiền khoảng 1.200 tỷ đồng. Theo dự kiến, đến giữa năm 2025 sẽ đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Thứ nhất là các cái trang thiết bị thì nó rất là nhiều, nhưng riêng về dự án Giai Ca thì nó có một số cái trang thiết bị chính như là hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0, cũng là một hệ thống hiện đại thời điểm này. Cái thứ hai là CT 128 dãy, CT 64 dãy, cộng với lại hệ thống PET CT và SPECT CT, hệ thống nội soi, hệ thống chụp mạch xóa số hóa nền và một số các trang thiết bị khác, thì tổng nó khoảng độ 306 tỷ. Thế còn cái vấn đề những cái máy móc khác như là xạ trị, tôi xin cùng nguồn tăng thủ của chính phủ thì mua được 2 máy cho cái K1 này. Với quy mô 200 giường nội trú, 120 ghế điều trị ban ngày, cơ sở Quán Sứ tiếp nhận được khoảng 1.000 bệnh nhân đến khám mỗi ngày, giảm tải cho hai cơ sở Tân Triều và Tam Hiệp vốn đang rất đông người bệnh. Thưa quý vị, từ cuối năm 2022, Tổng cục Thuế đã chính thức vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Sau gần 2 năm triển khai, có nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh đã áp dụng, qua đó chủ động trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ. Ghi nhận sau đây tại Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 2023, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 716 người nộp thuế, gồm 444 doanh nghiệp và 272 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng, chuyển đổi sang hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền, vượt 2% so với chỉ tiêu của Tổng cục Thuế. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, đã có 240 doanh nghiệp và 131 hộ kinh doanh đăng ký thực hiện, đạt 69% kế hoạch đề ra. Các cá nhân, đơn vị đều đánh giá cao hiệu quả của việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Thuận lợi trước tiên đó là tính tiền nó được nhanh cho bà con, nói chung cũng có hóa đơn in ra cho bà con để người ta dò này kia đó, nó cũng dễ, nó thuận lợi chỗ đó. Cái thuận lợi nữa là mình quản lý được cái hàng hóa, quản lý được cái tồn kho, giá cả đầu vào với đầu ra. Ban đầu thì cũng có rất là nhiều bỡ ngỡ, bởi vì trước đó thì chưa có từng làm cái thao tác này bao giờ, mà tuy nhiên là được các anh chị bên đội thuế hỗ trợ nhiệt tình và cũng sử dụng một số cái phần mềm hỗ trợ xuất hóa đơn trên máy tính, thì tích hợp với cái phần mềm quản lý tại nhà thuốc nữa thì cái thao tác nó cũng rất là đơn giản. Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh có mã ngành đăng ký kinh doanh để tuyên truyền, triển khai, áp dụng loại hình này. Là Cục Thuế giao chỉ tiêu cụ thể cho từng phòng, từng chi cục, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, gửi thư ngõ đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trong đó nêu rõ là cái nhóm đối tượng là phải thực hiện và cơ quan thuế sẽ tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát đối với trường hợp mà không thực hiện theo yêu cầu, thực hiện cái giai đoạn báo cáo định kỳ để theo dõi nắm bắt cái tình hình triển khai thực hiện. Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngành thuế đã và đang góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân,
phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Qua đó cũng góp phần chống thất thu và tăng thu ngân sách của nhà nước. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 cho 12 trường với tổng chỉ tiêu là 3.210 học sinh. Trong đó, các trường tư thục được giao 2.860 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, nâng tổng số chỉ tiêu trường tư thục lên gần 34.000 học sinh. 12 trường được giao chỉ tiêu đợt này gồm 11 trường tư thục và 1 trường đặc thù trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Trong đó, các trường tư thục được giao 2.860 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Đây là những trường chưa được giao chỉ tiêu ở đợt 1 tháng 4 năm 2024. Theo quyết định giao chỉ tiêu lớp 10 cho các trường trung học phổ thông tư thục năm học 2024-2025 vào tháng 4 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã giao chỉ tiêu cho 85 trường trung học phổ thông tư thục tuyển 873 lớp với 29.636 học sinh. Tiếp đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã giao bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 3 trường trung học phổ thông tư thục tuyển mới 30 lớp và 1.325 học sinh. Như vậy, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội là gần 34.000 học sinh.